Chào mừng các bạn đã trở lại với chương trình Bản tin sáng cùng tôi, bình luận viên Anh Quân. Mùa giải mới của Premier League đã trở lại với trận Derby London khai màn giữa Brentford và Arsenal. Và chúng ta sẽ đến ngay với diễn biến của trận đấu này. Trước khi bắt đầu một ngày mới, hãy cùng tôi khám phá những thông tin nóng hổi nhất liên quan tới bóng đá thế giới suốt 24 giờ qua nhé. Và đừng quên giữ an toàn cho bản thân trong những ngày này. Thi đấu bạc nhược, Arsenal để thua trước đội bóng mới lên hạng. Bayern Munich đánh rơi điểm số ngày ra quân. Chính thức, Virgil van Dijk gắn bó tương lai với Liverpool. Barcelona thở phào khi có thể đăng ký hai tân binh trong mùa giải mới. Solskjaer hé lộ thông tin về trụ cột trước ngày khởi tranh. Được đánh giá cao hơn đối thủ mới lên hạng là Brentford, thế nhưng những gì mà các pháo thủ thành London thể hiện lại vô cùng thất vọng. Sự hớ hình nơi hàng phòng ngự thêm một lần nữa lại khiến cho các học trò huấn luyện viên Mikel Arteta phải trả giá. Phút thứ 22, từ một tình huống phá bóng không tốt của Chambers, Sergi Kaknos đã có một tình huống đi bóng và dứt điểm dũng mãnh vào góc gần, mở tỷ số của trận đấu. Arsenal trong ngày không có cả Aubameyang và Lacazette vì những vấn đề về thể lực đã thi đấu bạc nhược trên mặt trận tấn công. Họ còn để cho Brentford có được bàn thắng nhân đôi cách biệt sau pha đánh đầu của tiền vệ Christian Nogas ở phút thứ 73. Chiến thắng mang tính lịch sử của Brentford giúp đội bóng mới lên hạng này có được khởi đầu như mơ trong lần đầu tiên chơi ở Premier League. Được kỳ vọng rất nhiều mùa giải mới, đặc biệt là vị trí trên băng ghế huấn luyện với sự xuất hiện của tân huấn luyện viên Julian Nagelsmann. Thế nhưng những gì mà Bayern Munich để lại chỉ là một sự thất vọng. Ngay ở phút thứ 10, Alassane Plea đã có tình huống đối mặt với Neuer sau pha mắt bóng của Davis. Tiền vệ người Pháp đã không bỏ lỡ cơ hội này để mang về bàn thắng dẫn trước cho đội chủ nhà Mönchengladbach. Bị dội một gáo nước lạnh, các thủ Bayern Munich ào lên tấn công trong phần còn lại của trận đấu. Thế nhưng họ cũng chỉ tìm được bàn gỡ do công của Lewandowski sau tình huống đá phạt góc. Hòa một đều, Bayern Munich đành ngậm ngùi chia điểm trong ngày ra quân. Dù đã phải vật lộn với chấn thương khiến anh phải ngồi ngoài gần như cả mùa giải năm ngoái, thế nhưng Virgil van Dijk vẫn là một trong những trụ cột khó có thể bị thay thế ở Liverpool. Ngày hôm qua, ban lãnh đạo của đội bóng đã chính thức công bố tin vui khi trung vệ người Hà Lan đã đặt bút ký vào một bản hợp đồng gia hạn với The Kop. Theo đó, van Dijk sẽ gắn bó thêm 4 năm với đội bóng chủ sân Anfield. Anh là trụ cột thứ tư của câu lạc bộ cam kết tương lai mùa hè này sau Alisson Becker, Fabinho và Trent Alexander-Arnold. Những thông tin nội bộ cho biết Liverpool đã bắt đầu quá trình thương thảo hợp đồng mới với van Dijk không lâu sau khi anh gặp chấn thương và phải nghỉ cả mùa giải. Đây được coi là một trong những động thái tri ân trụ cột của Liverpool. Cũng trong hôm qua, nhà đương kim vô địch của La Liga là Atletico Madrid đã thông báo giữ chân thành công trung vệ người Uruguay Jose Jimenez. Anh sẽ gắn bó với đội bóng chủ sân Wanda Metropolitano đến năm 2025. Jimenez là một trong những nhân tố kỳ cựu dưới chỉ đạo huấn luyện viên Diego Simeone. Anh cùng với Atletico Madrid giành được một chức vô địch Europa League, hai danh hiệu La Liga và có hai lần lọt vào chung kết của UEFA Champions League. Đã có những tin đồn về việc anh sẽ chuyển tới khoác áo Juventus ở kỳ chuyển nhượng hè, và đó chính là một trong những nguyên nhân mà Lord Roger Blanco muốn đẩy nhanh thương vụ này. Các nguồn tin từ Tây Ban Nha ngày hôm qua đều đã đồng loạt mang tới tin vui cho culé trên toàn thế giới. Trận đấu đầu tiên của Barcelona tại La Liga mùa giải mới chỉ còn được tính theo giờ, và sau những lùm xùm liên quan đến việc đăng ký cầu thủ thì cuối cùng họ cũng đã nhận được những tín hiệu khả quan. La Liga đã chấp thuận việc Barcelona đăng ký vào danh sách thi đấu mùa giải mới hai tân binh của đội bóng là Memphis Depay và Eric Garcia. Cả hai có mặt trong đội hình của đội bóng chủ sân Camp Nou để đón tiếp các thủ Real Sociedad tại vòng 1 của La Liga mùa giải mới. Hiện tại họ vẫn còn Sergio Aguero và Emerson Royal là vẫn chưa thể đăng ký. Barca sẽ phải thải bớt những cầu thủ hưởng lương cao khi thị trường chuyển nhượng chỉ còn 2 tuần nữa để kịp thời đăng ký những tân binh còn lại. Ở buổi họp báo trước trận đấu vào tối nay tại vòng 1 của Premier League, huấn luyện viên Thomas Tuchel đã tiết lộ một thông tin khá thú vị về chính sách chuyển nhượng mùa hè này của đội bóng. Vị chiến lược gia người Đức dù đã phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng với tân binh đắt giá Romelu Lukaku, tuy nhiên dường như ông vẫn chưa tỏ ra hài lòng. Tuchel đã chia sẻ: "Chúng tôi muốn mang về một chân sút thượng hạng mùa hè này, và đội bóng có hai lựa chọn là Lukaku hoặc Haaland. Tuy vậy, tôi còn muốn cả Lewandowski nữa để về đá sau lưng tiền đạo. Việc thầy, ban lãnh đạo lại không nghe." Đây chỉ là một câu nói đùa của Tuchel khi được cánh báo chí hỏi về tân binh của đội bóng. Romelu Lukaku dù đã chính thức là người của Chelsea, thế nhưng anh sẽ chỉ góp mặt cùng The Blue kể từ vòng 2 của Premier League. Manchester United cũng đã sẵn sàng cho một mùa giải mới, mùa giải mà họ đặt mục tiêu có được ít nhất một danh hiệu. Trước ngày Premier League khởi tranh, huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer đã tiết lộ những thông tin về các trụ cột của đội bóng. Chiến lược gia người Na Uy đã chia sẻ: "Paul Pogba là cầu thủ của Manchester United. Anh ấy còn một năm trong hợp đồng với đội bóng và mọi cuộc thảo luận giữa hai bên cho tới lúc này đều mang chiều hướng tích cực.
Tôi tin Pogba biết mình muốn gì. Còn về phía Varane, trung vệ người Pháp sẽ chưa thể góp mặt cùng đội bóng mới cho trận đấu tối này. Vẫn còn một số điều khoản cần phải được giải quyết trước khi chúng tôi có thể chính thức công bố bản hợp đồng này. Huấn luyện viên Pep Guardiola đã nhận được rất nhiều câu hỏi về Harry Kane trong buổi họp báo gần nhất. Nguyên nhân là do Man City vừa gửi lời đề nghị thứ hai có giá 150 triệu bảng cho Tottenham. Tuy nhiên, chiến lược gia người Tây Ban Nha lại khá úp mở khi nói về tiền đạo này. Tôi đã từng nói Harry Kane là mục tiêu chuyển nhượng của Man City, nhưng hiện cậu ấy vẫn là người của Tottenham. Đây là lần cuối tôi nói về vấn đề này. Tôi thường không thích nói về kế hoạch chuyển nhượng của đội. Đồng thời, huấn luyện viên trưởng của Tottenham là Nuno Santo cũng xác nhận Kane đã quay trở lại tập luyện. Tuy nhiên, ông không tiết lộ bất cứ điều gì về tương lai của cậu học trò. Hiện phía Tottenham vẫn chưa có phản hồi với đề nghị mới nhất của Man City. Hai đội sẽ gặp nhau vào cuối tuần này trong trận mở màn của Premier League. Khi mà bài toán mang về Emirates một tân binh chất lượng nơi tiền vệ tấn công của Arsenal đang đi vào bế tắc, thì họ bất ngờ nhận được tin vui tới từ Tây Ban Nha. Theo đó, các nhà báo thân cận với Real Madrid đều đã đưa tin rằng Martin Odegaard ở thời điểm hiện tại không nằm trong kế hoạch của huấn luyện viên Carlo Ancelotti và nhiều khả năng anh sẽ ra đi mùa hè này. Cầu thủ người Na Uy được cho là đã bắt đầu những cuộc thương thảo hợp đồng với các pháo thủ thành London. Nhiều nguồn tin còn cho rằng thương vụ này sẽ sớm được hoàn tất trong vài giờ, hoặc muộn nhất là vài ngày tới. Odegaard đã rất tận hưởng khoảng thời gian nửa cuối mùa giải vừa qua chơi bóng cho Arsenal và anh coi đây là bến đỗ lý tưởng để tiếp tục sự nghiệp của mình. Lionel Messi là cái tên có sức ảnh hưởng quá lớn ở nơi anh đặt chân đến và cả những nơi đi qua. Paris Saint-Germain và Barca đã hiểu rất rõ cảm giác này. Trang chủ Paris Saint-Germain vừa thông báo chỉ chưa đầy 2 ngày từ khi xuất hiện, những chiếc áo có tên của Messi đã được bán sạch. Đội bóng nước Pháp đang ra sức sản xuất thêm số lượng lớn áo đấu của Messi để đáp ứng yêu cầu của người hâm mộ. Trái lại, Barca lại khốn đốn với tình cảnh người hâm mộ quay lưng vì không có Messi. Đội chủ sân Camp Nou đã mở bán 30.000 vé vào xem trận mở màn La Liga, cho đến nay chỉ có 15.000 vé đã được bán. Điều này khác hoàn toàn những mùa trước khi sân Camp Nou luôn trong tình trạng cháy vé. Rõ ràng việc Messi ra đi đã để lại thiệt hại rất lớn về mặt hình ảnh và truyền thông của Barca. Việc Cristiano Ronaldo chỉ có một năm hợp đồng với Juventus đang khiến tương lai của anh trở thành chủ đề được bàn tán. Trong bối cảnh Messi vừa cập bến Paris Saint-Germain, nhiều ý kiến cho rằng CR7 cũng nên đến Pháp để tạo nên cuộc tranh tài nảy lửa tại xứ sở lục lăng. Đồng đội của Ronaldo tại tuyển Bồ Đào Nha là Jose Fonte cũng nghĩ như vậy. Trung vệ 36 tuổi tiết lộ đã nhắn tin mời chào Ronaldo đến Pháp thi đấu mỗi ngày. Ngày nào tôi cũng nhắn cho, nhưng Ronaldo chỉ đáp lại bằng tiếng cười ha ha. Năm ngoái, đội bóng của Jose Fonte là Lille đã vượt qua chính Paris Saint-Germain để giành chức vô địch Ligue 1. Cầu thủ này cho biết dù Paris Saint-Germain đã có Messi, nhưng Lille vẫn quyết tâm đua tranh cho ngôi vương. Sự có mặt của Messi đang khiến nhiều cầu thủ Paris Saint-Germain bị đặt dấu hỏi về tương lai. Đội bóng nước Pháp lên kế hoạch cho 10 cầu thủ ra đi để cân bằng lại quỹ lương. Nhưng Mbappe là cái tên mà Le Parisien rất muốn giữ. Khi được hỏi về tin đồn Real Madrid tiếp cận Mbappe, huấn luyện viên Pochettino cho biết: "Tôi sẽ không tiết lộ cuộc nói chuyện giữa chủ tịch với Mbappe. Cậu ấy vẫn là cầu thủ của chúng tôi, không có gì để nói cả." Bên cạnh đó, huấn luyện viên Pochettino cũng khá cứng rắn về trường hợp của Mauro Icardi. Icardi là một phần của đội bóng, mọi chuyện có thể xảy ra nhưng hiện tại cậu ấy vẫn là thành viên của Paris Saint-Germain. Luis Van Gaal vừa trở lại chiếc ghế huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Hà Lan. Nhiệm vụ tiên quyết của ông là giúp cho Orange có vé đến World Cup 2022. Mới đây, huấn luyện viên Van Gaal đã có lần đầu hội quân sau khi nhậm chức. Đáng chú ý nhất là sự trở lại của Virgil van Dijk, người vừa bình phục chấn thương dài hạn. Ngoài ra thì những trụ cột quen thuộc đều góp mặt như Memphis Depay, Wijnaldum, Van der Beek hay là De Ligt. Hà Lan sẽ có 3 trận đấu gặp các đối thủ là Na Uy, Montenegro và Thổ Nhĩ Kỳ trong loạt trận sắp tới. The Orange rất quyết tâm thể hiện bộ mặt mới sau kỳ Euro không thành công vừa qua. Sau khi có được Romelu Lukaku, Chelsea đang cố gắng thanh lý những cái tên không cần thiết trên hàng không. Mitri Batshuayi là một trong số đó. Tiền đạo người Bỉ nhiều khả năng sẽ đến Besiktas để chơi bóng. Đại diện Thổ Nhĩ Kỳ đã có những thỏa thuận cá nhân với Batshuayi. Besiktas dự kiến sẽ gặp mặt Chelsea vào tuần tới để hoàn tất cuộc chuyển nhượng. Nhiều khả năng đây sẽ là vụ bán đứt của The Blue. Mitri Batshuayi là thương vụ thất bại trong quá khứ của Chelsea. Anh chỉ có 25 bàn thắng sau 77 lần ra sân cho The Blue, chưa bao giờ tìm được chỗ đứng ổn định tại Stamford Bridge. Cảm ơn các bạn đã tin tưởng và theo dõi bản tin của tôi hàng ngày. Nếu chưa, hãy nhấn đăng ký để có thể theo dõi những tin tức bóng đá hot nhất được cập nhật mỗi sáng nhé.